Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Trung Quốc và Pháp thăm Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến thăm Việt Nam để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ông Vương đã gặp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh. Đây là lần thứ hai hai ngoại trưởng gặp nhau trong vòng 2 tháng qua. Theo WSJ, hồi tháng 6, ông Phạm Bình Minh đã gặp người đồng nhiệm khi hộ tống Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Trương Tấn sang thăm Trung Quốc. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Vương đến Việt Nam sau khi tham dự diễn đàn cao cấp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Trung Quốc tại Thái Lan, nơi các đại biểu đề cập các biện pháp đề xuất giải quyết tranh chấp Biển Đông cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Ông Vương Nghị đến Việt Nam ngày 3 tháng 8 sau khi ghé qua Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với tờ The Wall Street Journal rằng chuyến đi của ông Vương Nghị nhằm xúc tiến thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến đi Trung Quốc mới đây của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban Hợp tác Song Phương. Còn ông Dương Doanh Nhi, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc thì khẳng định với VOA rằng chuyến thăm Việt Nam của Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei của Ngoại trưởng Trung Quốc nhằm làm dịu căng thẳng giữa hai bên sau khi Việt Nam và các quốc gia khác kêu gọi Trung Quốc sớm đàm phán về COC để giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông. Cũng như BWN TV đã loan, hôm qua Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius vào ngày hôm qua 4 tháng 8 năm 2013 đã có cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Phạm Bình Minh tại Hà Nội trong khuôn khổ vòng công du châu Á. Theo báo chí Việt Nam, trong cuộc đàm phán, hai bên đã đánh giá cao đà phát triển quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực. Một trong những ưu tiên của Việt Nam trong quan hệ với Pháp là đạt đến một thỏa thuận đối tác chiến lược song phương. Trong bài trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 8, trước lúc ghé Việt Nam, Ngoại trưởng Pháp đã xác nhận rằng chuyến thăm Việt Nam lần này cũng là dịp đề cập đến giới lãnh đạo Việt Nam về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và tăng cường hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực.